Cách nay không lâu, anh Đỗ Minh Thức sau một đêm thức dậy thì phát hiện chiếc xuồng máy trị giá khoảng 110 triệu đồng bị mất cắp dù khóa cẩn thận. Em tính là em làm vậy là em khóa vậy là an toàn rồi. Thật ra không an toàn được. 4 tháng trước là vô pha nó cắt kèm bằng kèm trọng lực, nó cắt không được. Thì khoảng 4 tháng là quay lại là nó cắt bằng kèm thi lực, nó mới lấy được. Các đối tượng trộm cắp còn sử dụng phương tiện rảo quanh các địa bàn, tìm hiểu các vuông tôm lớn để ban đêm đột nhập cắt dây, trộm máy motor, máy bơm nước, thiết bị, dụng cụ dùng để nuôi tôm. Có trường hợp chúng còn vào cả nhà kho để lấy trộm cả xăng, dầu. Trường hợp mất trộm tại cơ sở nuôi tôm của ông Mạch Văn Nhĩ, ấp Cái Đôi Nhỏ A, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau là một điển hình. Bữa thấy có nguyên. Đi ra đấy là thì nó báo là nó nói chú ba đêm hôm là ăn trộm nó vô nó dọn của mình ba cái đồ của mình hết rồi. Thì sau khi là kiểm tra là mất là tổng cộng là 13 cái motor với 2 cái xếp lăng với 6 canh dầu. Sau thời gian thu thập đầy đủ chứng cứ liên quan đến các đối tượng, ngày 12 tháng 8, lực lượng công an đồng loạt phá án, bắt giữ 7 đối tượng trộm cắp tài sản và 2 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Chúng liên kết nhau bằng điện thoại, không thường xuyên tập trung mà khi là hẹn qua điện thoại, tối đó dùng cái phương tiện vỏ máy xe có công suất lớn, trộm những vỏ máy trên sông, dùng kìm cộng lực cắt ổ khóa rồi lấy đi vỏ máy và đó mang đến những nơi tiêu thụ mà các đối tượng này đã có cấu kết và đã liên hệ trước. Mặc dù các đối tượng quanh co chối tội, nhưng với những chứng cứ, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều vỏ máy xe, hàng chục máy motor, máy bơm nước và nhiều hung khí nguy hiểm. Cơ quan điều tra tiếp tục khai thác mở rộng các vụ án, truy tìm bị hại và các đối tượng liên quan.